là nơi nương nhờ cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp Bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân thầu y khởi sanh, ngưỡng mong Pháp Bảo đức lành từ dương. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng Bảo tình thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng Bảo đức lành từ dương. Tôi khen phu an có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà oai đức của chư Phật, do nhà oai đức của giáo pháp, do nhà oai đức của chư Tăng, các sự hạnh lại thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành Tam Bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thụ sa thụ lành thai lành thai. Nam mô Bụt Thầy. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Dạ con kính sa thú kính cảm ơn cô tu nữ Như Pháp. Nhà con thành kính đảnh lễ Ngài Hòa Thượng Tuệ Siêu cùng Chư Tôn Đức. Nhà kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, xá thú kính cảm ơn cô Bạch Ngọc. Xá thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Dạ, con kính tri ân sư và đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Sa thú kính cảm ơn cô Huệ Ngọc đã thay mặt đạo tràng làm giới tử. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, đây là chương trình Phật pháp Bụt Thầy Tham Má trên mạng internet qua Bao Thoát, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối. New Zealand từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng. New York từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng. Cali giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng. Paris từ 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều. Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con tu nữ Như Pháp thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Bài học hôm nay thứ tư ngày 23 tháng 2 năm 2022 Phật lịch 2565, môn học tương bộ Samyutta Nikaya, bài 8 hạnh phúc và đau khổ, kinh người ấy vui sướng, Nandati Sutta. Chương 4 tương ưng ác ma phẩm thứ nhất do thượng tọa giác đẳng dịch và biên soạn giáo trình và sẽ được thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Tề Siêu từ bi dẫn nhập đại học ngày hôm nay. Con kính dân đến Ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chúng tinh văn niệm tỉnh Phật.
Kính chào Thượng tọa Thích Đẳng, Thượng tọa Minh Hạnh, Thượng tọa Đăng, Thượng tọa Hợp Tân cùng chư Tùng Đức. Kính chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta cũng tiếp tục học về chương Tương Ưng Ác Ma. Ở trong bài kinh này cho chúng ta một cái nhìn, một cái sự hiểu về cái sở đắc của cuộc đời. Ở đây thưa quý vị, phàm phu thường tình của chúng ta thì cứ nghĩ rằng hễ chúng ta sở đắc cái gì đó, chúng ta được cái gì đó, và chúng ta nghĩ rằng là của tôi, ta có được rồi mình vui. Nhưng mà đâu có ai ngờ rằng trong cái niềm vui sở đắc đó thì mặt trái của nó là cái sự khổ đau. Và khi mà ác ma đến hỏi Đức Phật, mới nói những cái niềm vui của đời thường, ác ma mới hỏi Đức Phật, không có sở y thì có gì vui? Thì Đức Phật này đã nói lên một bài kệ. Sở đắc, con cái thì khổ vì con cái, trâu bò thì khổ trâu bò. Mà có được cái sở y thì khổ gì? Sở y, còn không có sở y không sầu. Ở đây chúng tôi cũng nói thêm cái từ gọi là upathi. Upathi có khi dịch là sở y, có khi dịch là sanh y. Chữ upathi tức là cái thân này. Khi mà còn cái thân này đó, khi thân ngoại mạng chung tán ở chỗ khác, cảnh giới khác có một cái upathi mới, và cái sinh y mới đó tức là cái atapha quá, là cái thân mới, thì đó được gọi là sinh y hay là sở y. Thì với cái nhìn của Đức Phật đó, của bậc giác ngộ, thì hễ còn cái thân sanh tử là còn cái sự khổ đau, đó là một điều mà trong bài về kinh này Đức Phật này đã dạy rõ ràng cho chúng ta. Bây giờ thì chúng ta hãy nghe nguyên văn của bài kinh, rồi sau đó chúng ta cùng thỉnh Thượng tọa Đăng sẽ giải thích rộng cái ý nghĩa này về cái khổ luân hồi và cách tu tập để thoát khỏi khổ luân hồi như thế nào. Bây giờ xin được mời cô Nhật Quỳnh, mời cô tu nữ Như Pháp đọc cho bài kinh. Nam mô Phật Thầy. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Hòa Thượng Tệ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn cô Hoa Nguyệt được tín hiệu. Con xin đọc phần chánh văn. Bài 8, hạnh phúc và đau khổ, kinh người ấy vui sướng. Nanda Sittut, Nanda Ti Sút Tăng. Thủ đắc cho người niềm hạnh phúc,
là vì mình có cái này, có cái kia, quyền sở hữu và thủ đắc thật nhiều, cho con người cảm giác có được hạnh phúc được xem là tuyệt đối. Đức Phật dạy bất cứ ở đâu còn có ý niệm này, đây là của tôi, là tự ngã của tôi, là còn đau khổ giống như hai mặt của đồng tiền. Sự sở hữu cái gì, đó mang cả hai hạnh phúc và đau khổ. Hạnh phúc là cảm giác mình có, đau khổ là sợ mất, và khi bị mất thì đau khổ thật nhiều. Rất khó nhìn thấy được mặt trái của thứ hạnh phúc mà từ bản năng mỗi người cho đến quan niệm cả thế giới đều khao khát và có khao khát có được. Là thứ hạnh phúc có điều kiện. Tệ hại hơn là người ta chỉ khao khát có được nhưng không thấy được, hệ lụy đi kèm. Kinh văn. Tôi nghe như vậy, thuở ấy Đức Thế Tôn tu ở sao quá thi, kỳ viên ngôi già lam của ông Anna Thapindika. Rồi ác ma đi đến Thế Tôn, nói với ngài kệ ngôn: có con vui vì con, có bò vui vì bò, sở y khiến người vui, không sở y vui gì? Thế Tôn: có con sầu vì con, có bò sầu vì bò, sở y khiến người sầu, không sở y không sầu. Ác ma biết được Thế Tôn đã biết ta, thiền thệ đã biết ta, nên buồn và thất vọng liền biến mất tại chỗ ấy. Thích văn. Nanati đề hí Bhutima, người có con vui sướng với con. Goma Gophi Tathê quá Nanati, người có trâu bò vui với trâu bò. Ubathi hí Banas, Ubathi hí Narasa Nandana, sở y thật sự là hạnh phúc của con người. Nahi so Nandati yo niru Bathiti, không sở y chẳng có gì là sung sướng. So chati Bhutte hi Bhuttima, người có con cái khổ vì con cái. Goma Gopi Tathê wa so chati, kẻ có trâu bò khổ vì trâu bò. Ubathi hi Narasa Sochana, sở y đúng là sầu khổ của nhân sinh. Nahi so Sochati yo Hiro Bathiti, không sở y thì không sầu muộn. Tích nghĩa: đây là một trong số rất ít bài kinh không có phụ chú của sớ giải, vì hầu như tất cả đều rõ ràng. Thường tọa Giác Đẳng dịch và biên soạn giáo trình. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thường tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng rộng rãi bài học ngày hôm nay. Dạ con kính dâng mít đến sư. Alo. Alo, gì nghe được không? Dạ, cảm ơn quý vị. Hôm nay thì âm thanh thì hơi bị khàn, có lẽ do bị mưa thành ra bị tắt tiếng. Nếu quý vị mà không nghe được thì quý vị cũng cố gắng để xíu. Thì trong cái bài học này thì chúng ta thấy rằng đối với ác ma đó, thì mình hiểu là một cái người là tạo được cái phước, chính cái phước đó cho làm Chúa có tháo quá từ tài, hoặc là những vị chư thiên mà chúng ta gần hiểu biết có hạnh phúc do thiện tạo ra, mang lại những cái hạnh phúc. Thì quý vị biết rằng đối thế gian không có hiểu biết, vì không có hiểu biết đó, nhưng nên những cái hạnh phúc đó trở thành cái gì đó làm cho người ta đau khổ.
Bởi chúng ta thấy rằng đó, cũng như ngày gần đây cái nhiệt độ nó rất là lạnh, trâu bò đó phải giữ ấm, thậm chí người ta phải may đồ cho con bò nữa mà, ta phải làm nhà, phải giăng để cho cái không khí nó không lạnh. Thì trong cái chuồng bò đó họ phải đốt củi, đốt gì đó cho có nhiệt độ để bò nó không bị chết cống. Và những người đó họ không có dám chăn thả ở trên rừng, và họ phải làm nhà, và họ phải chuẩn bị cỏ, thực phẩm cho bò ăn, nước cho bò uống, và họ phải chích thuốc cho bò. Thì quý vị thấy là đối với người đời đó, thì nghĩ là có con bò đó thì hạnh phúc, thì họ sẽ bán được con bò đó, hoặc con bò họ sẽ đẻ con bò ba thứ tư, và có tiền với người ta. Đối với Đức Phật đó, thì Đức Phật thì thấy rằng nếu ai có thì có khổ. Thật sự quý vị thấy một người có nhiều bò đó, họ tối là họ đi lùa bò, thậm chí con cái của họ đó cũng không học vấn được bao nhiêu, con cái của họ cũng đi lùa bò, đi chăn bò như vậy. Nhưng mà thật sự đó thì đối với chúng sanh đó, thì chúng sanh muốn có cái này có cái kia, nên thì và kính thỉnh thượng tọa Đại Pháp Đăng cầm mic lại. Xin lỗi thượng tọa, hình như là dạ nghe được, kính thỉnh thượng tọa. Hello. Dạ, cái đường truyền bữa nay nó hơi nó đè chút xíu. Nên hoa đó là chúng ta không có ý hạnh phúc đó, và họ đam mê trong những cái hỷ lạc hạnh phúc đó, nhưng mà rồi năm tháng ngày giờ nó cũng bị bào mòn của chị. Nên Đức Phật ngày dạy chúng ta đó, đối với mắt có cảnh sắc, nhưng mà cảnh sắc đẹp đó nó có nhiều cái khổ đau. Ví dụ quý vị nghe cái câu chuyện anh chàng thanh niên nghèo của cô vợ đẹp, mình thấy cái anh này anh cưới được cô vợ đẹp, nhưng mà anh biết chắc chắn rằng vì cô vợ này sẽ mang lại cho anh rất là nhiều cái phiền toái. Quả thật như vậy, Bồ Tát Sê Nói Đí đó đã nhìn thấy cái cô này và đã cho thám tử đến coi cô này có chồng chưa. Biết rằng cô này có chồng rồi, vua cũng tìm cách để giết người chồng, để đoạt người vợ. Và anh chàng đó khi mà nghe vua có trát đòi mình đó, thì biết rằng do vợ của mình mang lại cái tai họa. Và anh hỏi vợ, thì vợ rõ ràng là anh dặn vợ đó là đừng có ra khỏi nhà. Nhưng bữa hôm đó vua đó đi tuần du ở trong kinh thành, kèn trống rồi tiền hô hậu ủng, thì cái người phụ nữ này đó cũng với cái âm thanh đó muốn mục kích cái sự vinh quang của đức vua, và đã chống cái cây xong để chống cái cửa sổ, và vô tình đã làm cho cái cây sông nó rớt xuống. Và đức vua nhìn lên đã thấy cái người phụ nữ đó. Và vua nhìn thì với cảnh sắc đẹp á, một người phụ nữ đẹp đã làm cho vua say mê. Và vua đã tìm cách để hại cái người thanh niên nghèo này. Nên trong cái kinh Pháp Cú có cái phẩm, cái bài kệ số 60, đêm dài với người thức, đường dài với em mệt, luôn ngồi dài, rất dài với cả dục chánh pháp. Thì quý vị biết rằng một cái người luân hồi dài đó, luân hồi dài vì họ đam mê quý vị,
Nên bình thường Phật tử chúng ta đó, mà mình học cái giáo lý thập nhị nhân duyên đó, cái gì vô minh duyên cho hành, nhưng mà chúng ta hãy hiểu rằng cái phúc hành đó, nó có trí đó, nó chọc thùng vô minh. Chính vì như vậy nên khi mà chúng ta tạo cái thiện nghiệp gì, chúng ta cũng phải có trí. Nếu mà chúng ta chưa phải là người thanh đó, thì nhờ cái kiếp hiện tại này, sau khi mình nghe Phật pháp, mình hiểu đúng đắn, thì mình làm phước bởi cái trí. Ví dụ cái gì bố thí, trì giới hay tu thiền, mình có trí đó, mình phải suy nghĩ rằng ta bị lòng tham nó dắt dẫn luân hồi rất dài, ta chưa có giải thoát. Chính cái lòng tham này trong cảnh sắc, đối với cảnh sắc đẹp, bây giờ ta nghèo ta làm phước, ta giàu sang, nhưng mà giàu sang đó ta vẫn tiếp tục tu, ta vẫn tiếp tục từ bỏ những cái này, ta hãy bố thí cúng dường để ta nghiêm tâm để từ bỏ lòng tham bọn sẻn. Thường người đời họ giàu sang thì họ hưởng thụ, ta giàu sang ta có hưởng thụ, nhưng mà ta cũng phải bố thí, hoặc là ta hãy nuôi cha mẹ để trả nợ cũ, nuôi con cho vay nợ mới, giúp đỡ bạn bè để trải đường mà đi, rồi chúng ta hãy bố thí cúng dường chôn của để dành, chúng ta làm những cái thiện nghiệp công đức. Bởi chúng ta có trí đó, chúng ta mới thấy rằng chúng sanh đó, tại sao họ đam mê, tại vì tài sản đó làm cho họ đam mê, con cái ngoan hiền làm cho họ đam mê, nhà cao cửa rộng ngọc ngà châu báu, những cái đó làm cho họ đam mê. Thậm chí quý vị cứ suy nghĩ đi, như hoàng hậu Khê Ma đó, với cái sắc đẹp của mình thì bà cũng đam mê cái sắc đẹp đó, bà không muốn đi nghe pháp vì bà nghe mọi người nói Đức Phật và đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát được tỏ pháp đăng đã rất mít rồi. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh của Như Pháp không? Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát ạ. Thưa quý vị, chị Tổ Hóa Đăng đang gặp trục trặc một chút. Chúng tôi xin được tiếp lời chị Tổ Hóa Đăng trong lúc chờ đợi. Có lẽ một trong những nét đặc biệt khi mà chúng ta học Phật Pháp là cái khả năng nhìn vào sự thật, sắc thật của cuộc sống. Có nghĩa là cuộc sống thế nào thì chúng ta nhìn như vậy. Ví dụ như hai vợ chồng son cưới nhau và người ta thường nghĩ rằng một cái kết tinh của tình yêu đó là có con. Khi đứa con chào đời thì người mẹ và người cha cảm thấy rằng mình đang có một vai trò rất là thiêng liêng và cảm thấy tình yêu nở hoa và họ cảm thấy rất là sung sướng. Điều này không phải là không có, nhưng mà rồi năm dài tháng rộng
Thì thưa quý vị, có lẽ là ở trong lớp học này nhiều vị đã có con cái biết rồi. Thì chúng ta thấm thía cái câu nói mình dạy rằng dục lạc thì vui ít mà khổ nhiều, nguy hiểm là nhiều hơn. Chúng ta thấy không biết bao nhiêu những gia đình cha mẹ nuôi con cực khổ quá, đến nỗi mà bà mẹ lẽ ra là một người phụ nữ dành nhiều thời gian để chăm chút cho nhan sắc của mình. Thì thưa quý vị, có nhiều bà mẹ đã không còn có khả năng đó nữa mà phải dùng toàn lực để lo cho con, đến nỗi mà sau khi sinh vài đứa con thì đời sống của người phụ nữ đã thay đổi hoàn toàn, từ những cái nét xuân sắc trẻ trung. Hiếm có người giữ lại được cái nhan sắc của mình khi mà có nhiều con cái, không phải chỉ là sinh đẻ không, mà là do sự chăm sóc con cái rất là cực, cực lắm. Cực đến nỗi mà từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây, người ta đều nói đến sự hy sinh vô bờ vô bến của những ông cha bà mẹ chăm sóc cho con. Và ngày nay thưa quý vị, ở rất nhiều quốc gia và kỹ nghệ phát triển, nó có một hiện tượng là người ta không thích sinh con. Lý do rất là đơn giản là tại vì người phụ nữ thường phải hy sinh quá nhiều, chịu đau đớn, hy sinh về sắc vóc, thanh xuân, rồi cái gánh nặng về đường dài, nuôi con lớn lên. Có lẽ là ở trong cuộc đời của những bà mẹ, của những ông cha, đặc biệt là các bà mẹ, thì cái nỗi lo canh cánh lớn nhất trong lòng đó là làm sao cho con cái được lớn lên. Mà thật sự là không có đơn giản đâu. Ở cái tuổi mà cập kê, ở tuổi dậy thì trước những cái biến đổi về tâm sinh lý của đứa con, thường là nó gây rất nhiều những cái khó khăn cho cha mẹ. Rồi chúng ta đang sống trong một xã hội mà mở rộng về bạn bè, mở rộng về tự do luyến ái, mở rộng về mạng Internet. Những người trẻ ngày hôm nay có rất là nhiều thế giới, và những thế giới này đều có cái khả năng gây rắc rối lớn cho cha, cho mẹ. Một chuyện rất là thường thấy ở tại Mỹ là người Mỹ thường hay có súng trong nhà. Cha mẹ thì ít bao giờ nghĩ rằng phải rất là cẩn thận với con của mình. Và rất nhiều trường hợp con chơi súng mà bắn chết nhau. Rất nhiều trường hợp con chơi súng mà lại là gây thương tích cho người trong nhà. Có rất nhiều trường hợp con mang súng đến trường bắn người khác. Mà cha mẹ bị liên lụy. Tại vì sao vậy? Tại vì luật pháp ở bên này đã nêu rõ rằng cha mẹ phải có trách nhiệm. Con bắn chết người, vào tù đã đành rồi, cha mẹ cũng phải vào tù. Chúng ta đọc những câu chuyện này không ít xảy ra ở tại Mỹ đâu, rất nhiều. Muốn con được tốt, tốt trong giáo dục, muốn con được tốt, tốt trong sự cư xử, tốt trong tâm tính, có không phải là dễ. Cứ tưởng tượng là cha mẹ đi làm đồ tắt mặt tối, rồi về nhận được cái thư trên trường đó rằng con đến trường đánh bạn bè hay có sự hư hỏng, hoặc giả là canh cho con đừng coi tivi nhiều quá, học hành lại sa sút, hoặc giả là con lớn lên thì ở bên Mỹ chẳng hạn có bạn trai bạn gái và không biết là cái tai bay họa gửi đến bất cứ lúc nào. Thật ra thì nếu chúng ta nhìn xuyên suốt một chặng đường dài thì sẽ dễ dàng thấy được rằng những cái hạnh phúc mà chúng ta có trong cuộc đời đơn cử là hạnh phúc mà có được có con thôi,
chúng ta sẽ thấy dễ dàng tại sao Đức Phật dạy rằng các dục vui ít khổ nhiều và nguy hiểm là nhiều hơn. Và thưa quý vị, ở đây thì nói đến trâu bò, cụ thể là con bò, bởi vì đó là một cái gì rất là tiêu biểu về tài sản của người Ấn Độ. Ngày xưa rất thưa quý vị, và kể cả ngày hôm nay ở một số bộ tộc đó, họ tính sự giàu có bằng những gia súc mà nuôi được, rồi chăn nuôi như ở Mông Cổ hay là vài nơi khác. Và dĩ nhiên là đối với nông gia thì công việc đồng áng rất cần tới bò, càng có nhiều bò thì càng hạnh phúc, càng có nhiều bò thì càng giàu có. Nhưng mà thưa quý vị, thật ra thì có của nó cũng hẳn là hạnh phúc đâu. Dạ, có của phải lo lắng, phải thế này thế kia, rồi sao? Rồi nó cho mình hạnh phúc bao nhiêu, khi mình mất nó thì phiền bấy nhiêu. Chúng ta nhớ là sau năm 75, có lúc chúng tôi về chùa Thiền Quang một ở trong Bình Sơn, Long Thành đó. Và lúc bây giờ thì có một câu chuyện mà chúng tôi nhớ hoài. Đó là có người Phật tử nào đó ở Sài Gòn cúng dường cho sư trưởng một cái võng, cái võng bằng vải dù. Dạ, vải dù ngày xưa đó, cái dù mà lính nhảy dù đó, họ đem sổ cắt, họ làm cái võng nó chắc lắm thưa quý vị. Và nằm nó mát, đồng thời nó nhẹ, đi đâu sạch sẽ dễ, nó không có thô kệch giống như là những cái loại võng khác. Thì trước mặt chùa là có một miếng đất mà sư cả Thiền Pháp và sư trưởng mua sau này, và sư trưởng đặt cái tên gọi là vườn Mangalay. Bởi chúng tôi nhớ là ở có hai cây gõ lớn lắm, sư trưởng thường lấy cái vỏ qua bên đó, sau khi hình hành xong thì căng ở dưới gốc cây để nằm nghỉ trưa, thì thật sự rất là thiền vị. Có một lần sư trưởng đang nằm nghỉ trưa thì lại có một vị sa di qua báo là có Phật tử từ Sài Gòn xuống tìm, và sư trưởng đi vào mà không có tháo võng mang theo. Gặp họ nói vài ba điều rồi trở ra thì cái võng biến mất, tức là có ai đó đã ăn cắp cái võng đi. Cái chuyện đó thì làm xôn xao cả chùa. Cái chuyện đó nó tạo nên sự tiếc nuối, bởi vì thời đó một cái võng bằng dù, bằng vải dù, nó là một cái tài sản lớn chứ không nhỏ. Và đối với vị tu sĩ thì thứ vị có được cái võng đó cũng là một cái món đồ, một cái tư cụ mà rất là quý, thì nó gọn nó nhẹ. Thì chúng tôi nhớ là tối hôm đó đó, trong buổi tụng kinh xong thì chư tăng có ngồi uống trà và đàm đạo, thì dĩ nhiên là đề tài câu chuyện là mất cái võng. Và sư trưởng đưa được một câu hỏi rằng, tôi đối với sư là tại sao chúng ta mất cái võng? Thì có người nói là tại vì mình bất cẩn, có người nói tại vì cái võng tốt quá, người nói là tại cái nghiệp quá khứ của mình, người nói tại xui xẻo cái người Phật tử ở Sài Gòn họ xuống lúc phân vân. Thì sau khi nghe mọi người nói rồi thì sư trưởng đóng góp ý kiến sư trưởng. Sư trưởng nói mình, tôi nghĩ là mình mất cái võng tại vì mình có cái võng, giờ mình có võng mất cái võng. Hay mình có thì nó mất. Ở đây nó là một cái thí dụ là rất nhiều thứ trong cuộc đời mình có, và giống như chuyện tái ông thất mã đó, không biết cái lợi nó bao nhiêu nhưng cái hại thì nó có nhiều, kể cả địa vị danh vọng, kể cả tài sản, kể cả mọi thứ. Phải có cái nhìn, một cái nhìn rất tỉnh táo, một cái nhìn rất là chân thật, một cái nhìn rất là chân phương, một cái nhìn giản dị, thì chúng ta mới có thể cảm nhận được điều mà Đức Phật dạy. Bởi vì sao vậy? Chỉ riêng cái gì mình có mà cả đời mình phải lo mình giữ nó không, thì thứ vì chúng ta không có thời giờ làm việc khác. Ngay cả có bao giờ chúng ta nghĩ rằng mình tu mà có thần thông mà giữ thần
không phải cùng mệt hết, đây đừng nói chi chuyện khác. Chúng ta phải giữ nhiều thứ lắm. Có lần có một ca sĩ về hát ở tại chùa Pháp Luân, trong cái dịp gì đó chúng tôi không nhớ. Ca sĩ đó đó lại muốn xin chúng tôi một cái tượng Phật để đem về nhà thờ. Thì chúng tôi cho kể như là một cách thể hiện cái thịnh tình của mình đối với một ca sĩ về xin tượng Phật, và đặc biệt người được là Phật tử. Nhưng mà sau đó thì người đó họ lại nói cho chúng tôi biết một chuyện, là có nhiều người nghĩ là làm ca sĩ là sướng chứ thật là khổ lắm sư ơi. Mình đi hát, mình giữ cái tiếng mà được người ta mời đi hát hoài không phải là chuyện dễ đâu. Và lâu ngày mình vắng mặt á, thì kể như bị chìm vào trong quên lãng. Và những người hâm mộ mình mà họ bỏ mình thì đó là điều rất buồn. Mà để cho những người hâm mộ mình mà họ cứ hâm mộ mình hoài đó, thì thật sự cũng không phải là chuyện dễ. Chúng tôi rất hiểu cái trường hợp là một người sống nhờ vào cái danh vọng, nhờ vào sự nổi tiếng như là các ca sĩ, các tài tử. Mà bây giờ ít ca hát, ít công phim, thì dần dà chìm vào trong quên lãng. Và sự quên lãng đó là điều rất là đáng sợ. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy rằng có những người họ phải bày ra trò này, họ làm cách kia để tạo ra sự chú ý. Thậm chí mà chúng tôi còn nghe các ca sĩ họ nói rằng phải ấy đằng các ký giả, phải thỉnh thoảng cho họ đi ăn để cho họ một vài tin tức, họ đăng mình một vài tấm hình, họ viết vài bài để họ nhắc mình sự tồn tại ở trên thế gian này, sự tồn tại trong lòng quần chúng. Chúng ta thấy được điều đó. Và chúng ta thấy là một ca sĩ đâu nổi danh mình thích quá, thậm chí nhiều người mơ ước là một ca sĩ nổi tiếng nữa. Và khổ thì phải nhận một điều là có một cái nhìn rất là khác biệt. Chúng tôi là chúng tôi đang tiếp lời cho sự tập hợp răng. Nếu khi đầu tập răng vào thì quý vị quan nghĩ nhắc cho chúng tôi biết. Thì ở đây đôi khi chúng ta nhìn hình ảnh của Đức Thế Tôn ngày ngồi ở bia rừng lúc mặt trời hơi lạnh vào mùa đông, và ngài chỉ với chiếc y tăng và lê phủ lên người vương tử Aphaya đã đến hỏi Đức Phật, Đức Thế Tôn có an lạc chăng? Và vương tử Aphaya cũng có vẻ thương xót Đức Thế Tôn khi thấy rằng trời lạnh mà Đức Thế Tôn chỉ có chiếc y giản dị ngồi ở ngoài trời như vậy. Thì Đức Phật ngài cho vương tử Aphaya biết rằng nếu mà trong đời này đối với những người một người nào đó gọi là an lạc thực sự đó, thì ngài chính là người an lạc thực sự. Vương tử Aphaya là đề cập, trước đó đã đề cập đến nào là mùa đông với áo lông cừu, với những cái tơ lụa của xứ Kashi, nào là những tấm lông thú, những tấm da thuộc mềm mại như ấm vân vân đủ thứ hết. Nhưng mà Đức Thế Tôn không có những thứ đó, thì ngài có lạnh lẽo, có cảm thấy thiếu thốn, có cảm thấy không an lạc không? Thì Đức Phật ngài mới trả lời như chúng tôi vừa nói. Thật ra để có một cái nhân sinh quan mới, có cái nhìn từ góc cạnh mới, đôi khi chúng ta mất cả cuộc đời. Chúng tôi nhớ là hồi còn nhỏ, có một lần chúng tôi nghe một bà mẹ có 9 đứa con, và mỗi đứa nó có cái tánh, có cái tật. Đi học về đứng xe tải xin tiền, làm việc nhà thì không phụ, mà lúc nào cũng đòi cái này, đua đòi cái kia thì với bạn bè.
cô đó cổ đi qua bên chùa, cổ than cổ nói biết sanh con mà khổ như vậy, hồi trước phải đẻ trứng còn ăn được, đẻ trứng giống trứng gà chứ mình ăn được, dĩ nhiên không làm trứng được. Nhưng mà thứ gì nghe mà mẹ than thì chưa hiểu hoàn toàn, nó là cả một cái gánh nặng, nó là cả một sự cưu mang một đời. Chúng ta cũng hiểu tâm trạng của những người mà sau một thời gian dài lặn lội trong khoảng lộ, nói về địa vị, nói về chức vụ, nói về quyền hành, họ có rất nhiều thứ. Nhưng rồi một lúc nào đó họ lại mơ về một chúng bình an để vui thú điền viên, để bỏ tất cả những điều đó. Loài người là một sinh vật rất là đáng thử. Một điểm là chúng ta bỏ một quãng đời để học rất nhiều, để làm ra rất nhiều thứ, xây dựng cái mà chúng ta gọi là sự nghiệp. Rồi cuối đời, chính sự mệt mỏi, chúng ta lại nghĩ đến cái chuyện làm sao thu gọn lại, dọn bớt lại, sống yên lại, và thậm chí muốn về sống như một mảnh vườn, vừa đủ ăn, vừa đủ sống giản dị vậy mà hạnh phúc. Chúng ta thấy không ít những thí dụ như vậy. Tôi đầy dẫy chung quanh, đầy dẫy thưa quý vị. Tuần lễ này chúng tôi làm ba cái đám tang ở trong chùa. Ba đám tang và đồ khu siêu đó thì đều cho chúng tôi một cái cảm nhận rất là rõ ràng là quả thật cuộc sống của con người rất là đáng tội nghiệp. Chúng ta nghĩ rằng mình không có cha, không có mẹ, không con, không cái, không bà con quyến thuộc, thì mình là tứ cố vô thân, là cô độc lẻ loi. Nhưng mà càng có nhiều không biết hạnh phúc bao nhiêu chứ khổ nhiều, khổ nhiều lắm. Có con cái khổ nhiều chứ không đơn giản. Đừng nói chi là chúng tôi là người xuất gia sống trong chùa, mà những giai đoạn mà các chùa mà đi qua đi lại nhiều thực sự rất là mệt. Bữa nay chuyện này, mai chuyện kia, mà lúc nào mình không đi qua lại các chùa đó thì cảm thấy hạnh phúc. Bây giờ nói ra thì chư tăng sẽ phiền hà mình, nhưng thực sự nó đúng thí chuyện, nhiều chuyện lắm, nhiều chuyện phiền phức. Nhưng mà chuyện đó chưa hết đâu. Ai trong chúng ta cũng nâng niu cái tôi này, gồm có năm quận sắc thọ tưởng hành thức. Ai trong chúng ta cũng nâng niu, nào là tri kiến, nào là cuộc sống của bản thân đủ thứ hết. Và sự hiện hữu của chúng ta nó luôn luôn là một cái gì quan trọng, quan trọng lắm kìa. Chúng ta sẽ không sống hạnh phúc nếu mà chúng ta nghĩ rằng những thứ đó không hiện hữu. Nhưng mà khi chúng ta đọc những bài kinh, ví dụ như là kinh Kripananda, ở trong những pháp quán tưởng, Đức Phật dạy chúng ta quán tưởng về cái khổ nạn, cái hiểm nạn của cái thân này. Mà ở đó Đức Phật đã dạy rằng thân là một ổ bình, một ổ bình là đủ thứ bệnh hết. Nào là nhức đầu, đau răng, phong hàn, nào là bệnh cùi, bệnh lao ngày nay, muôn ngàn thứ chuyện hết. Và khi nào mà chúng ta có dịp đến thăm những người bệnh đó, thì chúng ta mới hiểu được cái thân của chúng ta đâu. Cái mà chúng ta thương nhất đời, cái mà chúng ta bỏ không biết bao nhiêu thứ để thì giờ, để trang điểm, để tô điểm, thì thật ra nó chứa đầy dẫy những hiểm nặng. Chúng tôi bây giờ, thưa quý vị, ở tuổi 60, mỗi lần uống thuốc thì uống cũng một bụng thuốc rồi, cũng 7-8 viên. Nhưng mà chúng tôi nhớ rằng Hòa Thượng Hồ Giáng, những năm tháng trước khi Ngài mất mình nói không thừa đó là phải uống có một bụng thuốc, mấy chục viên thưa quý vị. Chúng tôi vẫn còn giữ
cái túi thuốc của ngài, ở trong có nhiều thuốc lắm, mấy chục thứ. Cái đó nó giống hình như Đức Phật giải rằng cái thân của Đức Phật ở tuổi 80 giống chiếc xe cũ mà muốn chạy phải rằng rịch lên. Thì ở bên này người ta sống lâu được là tại người ta uống nhiều thuốc lắm, đủ thứ thuốc hết. Nào là thuốc trị áp huyết, nào là thuốc tim, nào là thuốc đường, đủ thứ thuốc hết. Mà khi mà chúng ta nhìn cả một đống thuốc uống vào đó, thì chúng ta hiểu cái thân này đúng là một ổ bệnh tật. Nhưng mà cũng chính cái ổ bệnh tật đó là cái gì mà chúng ta sùng bái, cái gì mà chúng ta nâng niu, cái gì mà chúng ta luôn luôn cho rằng ồ, những cái đó là cái tuyệt vời nhất mà chúng ta có trong cuộc đời. Chưa kể là những thứ khác. Vì vậy ở đây Đức Phật Ngài không dạy chúng ta nhìn cuộc sống một cách bi quan, mà Đức Phật khuyên chúng ta nên bình tâm, nhìn một cách thật kỹ, thật rõ, xem những gì mà chúng ta có, từ con cái, từ cho đến tài sản, cho đến cả cái thân của chúng ta, thì khổ bao nhiêu, hạnh phúc bao nhiêu. Nhưng một cái điểm tai hại hơn thế nữa đó là cái những thứ đó, cái bản chất của nó tự đã khổ rồi, nhưng mà nó lại kèm thêm một cái khổ khác đó, là chúng ta đặt để ở những cái đó quá nhiều kỳ vọng, quá nhiều mong mỏi. Như là chúng ta kỳ vọng ở thân của mình, và cái sự kỳ vọng đó đó nó mang lại cho chúng ta một cái sự thất vọng rất lớn ở trong cuộc sống nhiều lắm. Chúng tôi nhớ là có một lần chúng tôi ở trại thiền đạo Bulupidong. Chuyện này như là một bi kịch, là có một chiếc tàu đến Marang và được các quỹ thiền đạo Liên Hợp Quốc đưa đến Bulupidong. Những người trên tàu kể cho chúng tôi nghe câu chuyện là trên đường đi vượt biên thì có một người gốc ở Chợ Lớn đi, có lẽ mang theo nhiều những cái hộp xoàn, những thứ đắt tiền không biết bao nhiêu, nhưng mà bà bọc trong cái túi, và thấy giấy cách của bà giữ cái túi đó là mình biết bà không trao lại cho con, mà bà luôn luôn cấp đắp bên mình. Nhưng mà rồi một chuyện này chúng ta không tưởng tượng được, là khi mà tàu hải tặc tấn công thì việc đầu tiên là họ lấy những cái cục bùn mà họ kéo lý lên đó, họ quăng qua bên tàu để thị huy và cập vào. Thì thưa quý vị, từ ở trong cái bản năng của người phụ nữ đáng thương này, mà chỉ nghĩ có một điều thôi, là làm sao mà cái gói đồ quý giá đó không rơi vào tay của hải tặc. Quý vị biết bà làm gì không? Bà đã phóng mình ra ngoài khỏi tàu và nhảy xuống biển. Bà chết. Thì chúng tôi có nói chuyện với người con trai của bà đi với bốn người con. Thì người con trai là người mà chúng tôi nói chuyện. Thì đứa con trai nói rằng bà mẹ sống suốt cuộc đời rất là tiện tặng, có bao nhiêu tiền chỉ đi mua vàng, mua xoàn, và cái chuyện chính của bà làm sao có tiền, có của. Và có lẽ là vì ở trong cái cơn thẳng thốt sợ mất tài sản mà bà lại quên đi như vậy. Nó là một bi kịch khủng khiếp nhân sinh, thưa quý vị. Chúng ta sống và sùng bái một cái gì đó
đặc biệt là những gì mà chúng ta thụ đắc. Tôi có, đây là cái tôi có. Tôi là ông này, là bà kia. Và chúng ta chết sống với việc đó. Tỉnh táo lắm thì chúng ta mới có khả năng nhìn lại và thấy ra được rằng những thứ đó ở trên thực thì không phải nó hoàn toàn vô ích. Nhưng mà thường nếu chúng ta không khéo nhìn thì những thứ đó nó làm khổ chúng ta, nó mang lại chúng ta hệ lụy nhiều. Chúng ta chỉ thấy được một mặt của nó, đó là mặt hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta không thấy được những cái phiền toái, những hệ lụy đi kèm trăm muôn ngàn thứ, nhiều lắm. Nhưng bây giờ một người đi làm mà họ rất là mê xe, họ mua một chiếc xe rất là đắt tiền, đem về đóng bảo hiểm, rồi gìn giữ chiếc xe, đi đâu cũng sợ bị sợ cọ quẹt. Cái đó chúng ta thấy khổ rồi. Và người ta nói rằng mình không khéo thì chiếc xe không phục vụ cho mình, mà mình làm nô lệ cho chiếc xe. Tiền cũng vậy. Nếu mà mình khéo thì tiền nó mang lại lợi lạc cho đời sống mình. Không khéo thì chúng ta cũng làm nô lệ cho đồng tiền. Chúng ta làm nô lệ cho rất nhiều thứ. Chúng ta càng ưa thích, càng dính mắc nhiều với những gì mình có thì mình càng làm nô lệ đó. Cái chuyện đó là chuyện tất nhiên cuộc sống, nhưng mà chúng ta ít khi thấy được điều này. Bài kinh này thì rất ngắn, thưa quý vị, rất ngắn. Ác Ma nói 4 câu, Đức Phật cũng dạy 4 câu. Nhưng 4 câu đó là đưa ra 2 cái nhìn, 2 cảnh giới hoàn toàn khác biệt giữa ma và Phật, giữa mê và tỉnh, giữa cái ngộ nhận và cái nhìn qua cái ánh mắt của giác ngộ. Đức Thế Tôn ngày do cái sự tu tập từ vô lượng kiếp, khi mà ngày ra đời là một vị hoàng tử, ngày sống ở trong cái vòng tay yêu thương bảo bọc của vô cha là vô tình Phật. Nhưng mà ngài lại đặt một câu hỏi, một câu hỏi mà chúng ta không dừng nghĩ ra hết, đó là tại sao bản thân của mình bị sanh già đau chết chi phối, mình lại đi tìm cái cũng bị sanh già đau chết chi phối. Chúng ta thì không nghĩ như vậy, thưa quý vị. Chúng ta sanh ra, mình có một sức khỏe tốt, mình hãnh diện tự hào. Mình có một ngoại hình đẹp, mình hãnh diện tự hào. Mình có một gia thế cao sang, mình hãnh diện tự hào. Mình có quyền, có tiền. Và mình nghĩ rằng điều đó sẽ cho mình tất cả. Chúng ta chưa bao giờ đặt lại câu hỏi rằng tất cả những thứ đó thật sự là nó cho chúng ta được bao nhiêu. Và rốt cuộc rồi nó đi về đâu? Chúng ta thấy rất nhiều. Rất nhiều những người giàu có. Một bữa cơm ngon. Ăn phải lo lắng đủ điều hết. Đời sống gia đình cũng hạnh phúc. Là tại vì tiền bạc nó đã thành vấn đề. Vấn đề trong hôn nhân và vấn đề trong tìm người bạn đời. Và chúng ta thấy rằng họ giàu có. Nhưng mà rồi, nếu mà họ không khéo, tài sản dễ dàng bị mai một. Chưa có thời nào mà chúng ta thấy như thời đại bây giờ. Người ta nói cái thời đại của bubble bursting, của những cái bong bóng vỡ, những vị tỷ phú gọi là giàu nhất thế giới. Ví dụ như ông Bill Gates, có nhiều năm ông đã là người giàu nhất bởi vì ông lập ra Microsoft. Rồi là ông nhường chỗ cho người khác, nhường chỗ cho ông chủ Amazon, rồi
ông chủ Amazon lại nhường chỗ cho ông chủ Tesla. Thế vì chúng ta thì đôi khi mình nhìn thấy bên ngoài rất là đơn giản, người ta giàu có, ta sung sướng, nhưng mà chúng ta chưa hiểu những người đó phải làm việc như thế nào để có được những cái mà họ đang có, và họ phải làm việc như thế nào để gìn giữ những gì họ đang có, và họ phải khổ như thế nào để không mất đi vào cái họ đang có. Chúng ta không thấy, chúng ta chỉ thấy có một chiều, một chuyện mà thôi, mình không thấy. Cũng như khi nãy chúng tôi kể chuyện quý vị nghe là một người nào đó ngồi ở một chương trình đại nhạc hội, trong chương trình văn nghệ, thấy những ca sĩ lên giữa những tiếng vỗ tay hoan nghênh rộp trời và trang điểm đẹp đẽ như vậy, ca hát hay như vậy, được người ta hâm mộ như vậy. Nhưng mà chúng ta đâu có hiểu cái khổ của những ca sĩ đó, chúng ta không hiểu. Và thậm chí có một ca sĩ nói với chúng tôi rằng thật ra cái người hạnh phúc đó là khán giả, chứ người làm nghệ thuật thì khổ lắm. Hát hay người ta vỗ tay, phát dở người ta chê, nhưng mà đi giữ cái tiếng phải vậy. Tại vì sống trường gian, sống sau đè sống trước, hát nổi tiếng thì lúc nào đó thôi. Thế hệ sau cũng có những người là đi lên, họ lại lấn áp mình, và mình không thể nào mà mình trở thành một cái tượng đài của nền âm nhạc mà từ thế hệ này qua thì kia hoài được. Dĩ nhiên là lâu lâu cũng có một vài nhân vật mà có thể nổi tiếng rất bền, rất lâu, nhưng mà chuyện rất không có nhiều. Đa phần là phải rất là vật vả với cái việc mà nhìn giữ sự hâm mộ trong lòng quần chúng. Chúng ta không thấy được cái khổ đó, không bao giờ thấy. Chúng tôi đừng nói gì cái chuyện xa xôi, thưa quý vị. Chúng tôi trụ trì ở trong chùa, có một điểm này mà nhiều khi chúng tôi không nói được, đó là đa số những vị tăng ni ở trong chùa có một đời sống rất là an nhàn, sống rất khỏe, có phòng đó, phòng ở đó, rồi ở chùa gì thì làm cái đó. Nhưng đôi khi các vị không cảm thấy hạnh phúc, các vị muốn chạy ra bên ngoài lập chùa. Nhưng mà khi mình làm trụ trì đó, chúng tôi nó không có chuyện, không có tuần nào mà nó không có chuyện phải lo. Không có tuần nào nó có chuyện phải bận tâm phải làm hết. Nếu mà chúng ta không khéo thì thứ vì chúng ta lo cả đời, là nó hết kéo chuyện này qua chuyện kia, hết kéo chuyện kia qua chuyện đó. Tôi biết là Tết năm rồi đó, Tết 2020, ngày mùng 3 Tết có một cơn lạnh đổ xuống, rồi phải sửa lại hệ thống nước của chùa. Nói sửa lại như vậy rồi nó kéo theo. Năm nay, ngày hôm qua, chúng tôi mới được thông báo là đã làm xong cái hệ thống nước. Nhưng rồi từ chỗ đó là đẻ ra những trường khác, nó có những cái hư hỏng khác mà phải tiếp tục. Và cái việc chùa thì nó cứ truyền miên, nó kéo dài từ năm này qua năm khác. Thì ở đây điều mà chúng tôi muốn nói với quý Phật tử là tất cả chúng ta thông thường chỉ nhìn sự việc nó qua một cái khía cạnh mà mình muốn nhìn. Thí dụ như là mình quá thích một chiếc xe thì mình chỉ nhìn cái đẹp, nhìn cái được, nhìn cái độc đáo của chiếc xe đó. Bên cạnh đó những cái phiền hà, những hệ lụy chúng ta không nhìn. Hai vợ chồng mới yêu nhau, hai vợ chồng son, nghĩ đến có con, chỉ nghĩ đến một khía cạnh duy nhất, đó là có con thì sẽ thắt chặt thêm sự yêu thương của vợ chồng, như vậy là hạnh phúc. Họ chỉ nhìn thấy một khía cạnh đó thôi. Hay hoặc giả là chúng ta thích làm vườn, thì chúng ta chỉ nghĩ đến cái chuyện là trồng cây xuống, rồi cây cối nó mọc lên thì vui thôi. Nhưng mà những cái nhọc nhằn, những cái gánh nặng, những kia chúng ta không nhìn.
cái nhìn chỉ một khía cạnh điều mà mình thích thôi thôi, mà mình quên đi những thứ khác. Đó là cái trạng, đó là cái trạng thái muôn đời của chúng sanh trong đời này. Chúng ta ít khi nhìn thấy đủ hai mặt của một đồng tiền, về khả năng chúng ta nhìn một mặt thôi, chúng ta không nhìn thấy một trái của sự vật. Nên ở đây chúng ta nói rằng có một cuộc đối thoại, một bên là ma, một bên là Phật, một bên là mê, một bên là tỉnh, một bên là một cái lời nói nghe rất là đẹp, nghe rất là vui, nghe rất là hoan hỷ. Nhưng mà chúng ta coi chuyện, nếu chúng ta không khéo thì chúng ta sẽ tin ma nhiều hơn tin Phật, và thì thường người chúng ta theo ma hơn người theo Phật. Mà điều này không phải dễ, rất là khó, rất là khó để chúng ta có thể có được cái nhìn toàn diện, có cái nhìn rộng đủ để chúng ta thấy nó có cả ba thứ: vị ngọt, nguy hiểm và sự xuất ly, như Đức Phật dạy. Chúng tôi sang Mỹ năm nay là 42 năm. Ở trong thời gian đó, chúng tôi đã mục kích rất là nhiều những gia đình, những con người sống, phấn đấu rất nhiều, đã nỗ lực rất nhiều để xây dựng cuộc sống ở xứ này. Có những người sau 70 năm dài sống trở thành những người vô gia cư. Có những người sau 70 năm sống có 2-3 cái siêu thị rất là giàu có, và thậm chí còn có nhiều người còn giàu có hơn nữa mà chúng ta chưa biết. Kỳ rồi chúng tôi nói chuyện với một anh luật sư, thì anh nói rằng trong nghề anh biết rằng người Việt Nam mà có tài sản trên 100 triệu Mỹ Kim ở Mỹ này là có không ít. Nhưng mà thưa quý vị, cái chuyện mà mình có đó là một lẽ, cái chuyện mà chúng ta có thực sự hạnh phúc, thực sự an lạc hay không là một chuyện khác. Ồ, nãy giờ thấy Thượng Tọa, bây giờ thấy Thượng Tọa đăng vào rồi. Xin hỏi Thượng Tọa đăng, Thượng Tọa có có thể gọi không biết trở lại tiếp tục không? Nếu thì hợp đăng trở lại được thì xin thỉnh thoảng. Nãy giờ thì không thấy thì tòa nên tiếp lời thôi. Dạ, 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 thỉnh thưa. Ô, dạ vâng, xin lỗi thì tòa không biết là thì tòa giảng rồi. Bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận. Bình Hòa Thượng Từ Siêu, không biết Hòa Thượng có nghe được không? Nếu Hòa Thượng Từ Siêu nghe được, xin Hòa Thượng quan nghĩ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin hỏi Hòa Thượng Từ Siêu có nghe được không? Thượng Tọa Tuệ Quyền ơi, Thượng Tọa Hợp Tân ơi, Thượng Tọa Tân có ở trước máy không và nghe được không? Nếu Tọa Hợp Tân nghe được, xin Thượng Tổ hoan nghị trả lời cho câu thảo luận tiếp. Thượng Tổ Tư Quyền, Thượng Tổ Tư Quyền có nghe được không? Dường như là cả Thượng Tổ Pháp Tân và Thượng Tổ Tư Quyền đều nghe được. Sư Nguyên Thông, Sư Nguyên Thông có thể trả lời cho một câu thảo luận không? Ồ, dạ, thấy Hòa Thượng Từ Siêu rồi. Nhưng mà Hòa Thượng Từ Siêu, Hòa Thượng Quốc hiện chia sẻ với đại chúng đang có mặt ở trong lớp học là khi mà chúng ta nghe nói rằng có con, khổ vì con, có của vì của, thì như vậy là chúng ta hiểu là mình có con, có của là có phước hay là vô phước. Nếu mà mình có con khổ vì con, có của vì khổ vì của, thì có con có của nên gọi là có phước không? Mà tại sao có những người mà
mà họ nghĩ rằng đó là có con có của là có phước của người, thậm chí trong kinh nó có của cũng là có phước phải không? Xin Hòa Thượng Hoa Nghị chia sẻ một vài suy tư về điểm này. Nam mô Bụt Thầy. Kính thưa Tùng Đức, kính thưa quý vị, nó có hai lý. Một là nói theo cái quả luân hồi, hai là nói theo một cái chân lý. Ở đây nói theo quả luân hồi đó thì ở trong cái cuộc sống luân hồi này, người mà họ có nhiều con cái, thì đó là có phước. Bởi vì cái người tạo cái ác nghiệp đó, thì họ sẽ trở thành cô đơn, họ hiếm muộn con cái gọi là Aputaka. Mà chúng ta có đọc một cái bài kinh, cũng kinh Tương Ưng này chúng ta học vừa qua đó, thì vương tử Aphiya là một người không có con, không có con cái nói dối, thì do cái nghiệp của quá khứ, do ác nghiệp quá khứ. Người có tài sản thì nói về cái quả luân hồi đó, thì người sinh ra ở đời mà có tài sản nhiều, tài sản lớn là do công đức đã tạo, bố thí, xả tài, cho nên họ được cái tài sản. Và vì như vậy, cho nên ở đây chúng ta thấy một người có con, có tài sản, cũng nói cho quý vị biết là ở đây trong bài kệ này Đức Phật Thầy phổ quả theo cái bài, theo cái lời nói của ác ma. Cho nên người nói có con của gì con, có tài sản của gì tài sản. Chứ ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng con cái đó là tiêu biểu cho người thân, người thân, người thương. Còn trâu bò đó, cái văn hóa của Ấn Độ thuộc về thổ xưa đó, là họ thỉnh về nông nghiệp. Và trong một gia đình gia súc, trâu bò là thể hiện một người có tài sản lớn, người có
một đàn gia súc, trâu bò, nhiều chừng nào thì người đó gọi là giàu có. Cho nên Thanh Đàn Chay Giá là phụ thân của tiểu thơ Wissakha. Ở trong nhà của ông trưởng giả này thì có mấy ngàn con bò luôn. Giàu lắm thưa quý vị, người có trâu bò nhiều là giàu lắm. Và của hồi môn của cô tiểu thơ, con gái ông ta, thì ông ta đã tặng cho 3.000 con bò cho của hồi môn đó. Và khi mà phước của nàng Wissakha đó, do đời trước có tạo phước nài thêm để chư tăng thọ dụng thêm cho mình có phước, và chính vì cái thường cận y duyên đó, giờ đây khi mà cho của hồi môn 3.000 con bò, nhưng mà thật ra mở cái chuồng thì nó tuôn ra có khoảng chừng 7-10.000 con bò. Vậy gia nhân có hỏi đi theo bắt lại không, thì người cha mới nói rằng đó là do cái phước của con ta, cứ để cho nó đi rồi nó đi. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là thời đó gia đình mà có nhiều trâu bò gọi là có tài sản lớn. Vì vậy cho nên ở đây ác ma mới nói rằng người ta vui vì có trâu bò, cho nên Đức Phật ngày quả theo cái bài kệ đó, ngài mới nói rằng có trâu bò thì khổ vì trâu bò đó. Chúng ta phải hiểu vậy, chứ không phải nhất định là con cái mới là khổ vì con cái, nhất định có trâu bò mới khổ trâu bò. Bây giờ có nhiều, như bây giờ trong cái thời đại hiện tại sống công nghiệp thì đến nỗi nhà nông á, mà bây giờ cũng ít có nhà nào mà có trâu có bò. Hồi 50 năm về trước thì có, nhưng mà ở khoảng chừng 50 năm trở lại đây đó, nhất là trong cái thời điểm hiện tại đó, thì tôi bị ít lắm. Như ở Việt Nam chúng ta thì ở miền Tây Nam Bộ thì cũng bắt đầu hiếm rồi. Kiếm con nhà mà kiếm có con trâu con bò đi đến nhà nông cũng khó, đừng nói chi là ở thành phố, ở thành thị. Cho nên ở đây cái vấn đề trâu bò là chúng ta phải hiểu là tài sản. Thì thưa quý vị, trở lại vấn đề đó, thì nếu mà nói trên phương diện cái phước luân hồi đó, thì chúng ta nên biết rằng con người sinh ra ở đời có nhiều thân bằng quyến thuộc cũng gọi là có phước. Người mà có con cái nói giỏi cũng là có phước. Người có nhiều sản cũng là có phước, là do công đức trước đã tạo. Cái điều đó chúng ta không thể phủ nhận, bởi vì trong khi những người khác lại không có, thiếu, họ phải khổ gì vì không có tài sản, không có con cái. Cho nên người có tài sản, có con cái là có phước. Nhưng ở đây khi mà nói rằng có con cái khổ vì con cái, tức là có người thân khổ vì người thân, có tài sản khổ vì tài sản đó, thì cái này là chúng ta nói theo cái lẽ, cái định luật và được gọi là Ariya Satcha, là diệu đế, chân lý về cái sự khổ. Bởi vì có nhiều người thân mà hả thương phải xa là khổ,
thương phải xa là khổ. Vì không thể nào mà người thân người thương của mình mà có thể sống đời với mình được hết. Thân bằng quý thuộc hay là ở trong gia đình vợ chồng hoặc là cha mẹ con cái rồi cũng sẽ phải ly biệt. Cho nên hễ có người thân nhiều thì mình lại khổ nhiều. Có người thân nhiều phải khổ nhiều. Và quý sư kha khi bà có chồng, sau này bà có nhiều con, có nhiều cháu, thì đứa cháu gái mà bà thương yêu nhất, bởi vì nó đi theo phục vụ cho bà những lúc bà đi chùa, và nó theo giống như là làm thị giả vậy đó, và nó cũng có niềm tin với Phật pháp, bà thương lắm. Bà là một vị thánh cư sĩ. Thế nhưng khi mà đứa cháu đó nó thình lình nó bạo bệnh mình, nó chết, thì bà đau khổ, đau khổ lắm. Khi bà đến chùa thì Đức Phật mới hỏi: này quý sa kha, nếu ở trong thành phố sau cái thi này tất cả những người ở trong thành phố đều là thân bằng quyến thuộc, đều là người mà con thương, như vậy thì chẳng lẽ mỗi ngày nào cũng có người chết thì con cứ khóc hoài như vậy hay sao? Thì lúc đó bà mới tỉnh ngộ. Bà mới tỉnh ngộ, mặc dù là bậc sơ quả nhưng mà cái tâm luyến ái vẫn còn, cho nên bị khổ như vậy. Chúng ta cũng nói rằng khi mà có con cái, có người thân mà mình khổ vì người thân đó, là do nơi cái sự luyến ái, cái sự địch ái. Mà thương phải xa là khổ. Rồi thưa quý vị, có tài sản, khổ vì tài sản. Vì mặc dù có phước mới có tài sản, nhưng khi đã có tài sản được khổ là do cái gì? Khổ chính là do cái sự lo gìn giữ tài sản. Và khi tài sản đó nó bị hao hụt hoặc là nó bị mất đi thì lúc bây giờ họ khổ. Cho nên cái chúng ta phải phân biệt nặng nhẹ giữa cái phước luân hồi với cái khổ mà do cái phước luân hồi đó đem lại. Nói như vậy quý vị Phật tử chúng ta đừng nghĩ rằng tại sao nó có phước mà là khổ. Cái phước hữu lậu nó là tiền đề của sao khổ. Bởi vậy cho nên Đức Phật là mới khuyên là phải tu tập, phải đạt đến cái trình độ của vị A-la-hán, tức là vượt khỏi thiện ác, lúc đó mới không khổ. Tại sao vậy? Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu vi khổ u ai là khổ, thương phải xa là ghét, phải gần là khổ, muốn cái điều gì bất nguyện là khổ. Sankhite na panchupa da na khantha dukkha. Nói tóm lại, ngũ thủ quẩn là khổ, tức là chúng ta có cái sự chấp thủ ngũ quẩn là khổ, chấp là ta, là của ta, là tự ngã của ta, vân vân, thì đó là chúng ta khổ. Cho nên đừng nói rằng là mình khổ vì tài sản hay khổ vì người thân, ngay cả chấp cái bản thân này của chúng ta cũng khổ, đó là chấp sanh y hay upathi, cái sự khổ. Chỉ khi mà chúng ta đã giải thoát, nghĩa là không còn sanh y, thì lúc đó mới không khổ. Vì vậy ở cái đoạn kinh này đó, chúng ta cần phải hiểu rằng ngoài cái
vấn đề một người ra do cái ác nghiệp trổ quả, cảm thọ cái quả, quả báo khổ, thì khổ đã đành đi. Nhưng mà ngay cả cái người mà họ có nhiều cái phước báo, có tài sản, có người thân, họ cũng khổ. Nhưng mà cái khổ đó do cái sự chấp thủ, vì cái sự địch ái, cái sự thương yêu khi mà vô thường nó đến với người thân, vô thường nó đến với tài sản, mình cảm thấy mất mát, tuyệt vọng, thì lúc đó là mình khổ. Và cái câu nói cuối cùng của Đức Phật, câu nói cuối cùng của Đức Phật ở trong cái bài kệ mà Ngài trả lời cho ác ma đó, là không khổ y, không sở y, không sầu, nãy sô sô cho tí vô niropathi tí niropathi tí, tức là nira và upathi là không. Nát sô cha tí là sầu muộn, không có sở y thì không có sầu muộn. Vô ni ru bát thí, ai mà không còn sở y, tức là không còn cái thân ngũ uẩn nữa, thì nahi sô sô cha tí là người ấy không có sầu muộn. Thì ở đây chúng ta phải hiểu về cái câu hỏi này, sự đoại giáo đẳng đưa ra rất đặc biệt, rất hay. Bởi vì có những người Phật tử chúng ta không có kịp suy nghĩ, nếu không được nghe, không được nghe giải thích, thì quý vị sẽ nghĩ rằng tại sao một lúc thì Chư Tăng Thuyết Pháp lại nói rằng luân hồi sanh tử mà có con cái hay có tánh là phước, là phúc đức. Đời thì ở trong bài kệ này thì Đức Phật nói là có con cái khổ vì con cái, có tài sản khổ vì tài sản, trâu bò khổ vì trâu bò. Thì ở đây chúng ta phải phân biệt ở hai, phân biệt giữa cái quả luân hồi và cái chân lý về sự khổ. Và cái chân lý về sự khổ, khi mà chúng ta có phước luân hồi thiệt, nhưng mà chính do cái phước luân hồi đó chúng ta sẽ bị khổ do cái sự chi phối, cái sự can thiệp giữa phiền não, tham ái và chấp thủ. Từ đây chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi của Thượng Tọa như vậy. Nam mô Phật Thầy. Sao cái chân thừa tọa ở hòa thượng Tài Xuyên, bạch hòa thượng Quang Khỉ giải thích thêm một điểm là có nhiều người phụ nữ ngày xưa đó, họ sinh ra rất là đẹp, đẹp như là đẹp tuyệt trần, nhưng mà cũng chính cái đẹp đó nó tạo nên cái họa trong đời họ, giống như chúng ta nghe nói hồng nhan bạc mệnh hay là hồng nhan họa thủy chẳng hạn. Thì như vậy nếu mà một người sinh ra đời đẹp, có sắc đẹp kiêu sa, và do cái sắc đẹp đó mà họ gặp nhiều cái lận đận hoạn nạn trong cuộc sống, thì cái sắc đẹp đó nên hiểu là do cái phước hay là do cái thiện nghiệp hay là do cái ác nghiệp trong quá khứ. Kính thỉnh hòa thượng Quang Khỉ trở lại. Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, phước là phước, quả là quả, không phải có phước rồi nó sẽ đi chung với cái quả.
Nhưng chỉ có điều là phước bị khiếm khuyết, cho nên cái phước ấy nó mới trở thành họa. Có nghĩa là một người tạo cái phước Phật có bố thí, nhưng mà họ không có giữ giới. Chẳng hạn như là làm phước thì làm phước, xả tài thì xả tài, rộng rãi với bà con quý thuộc, với bạn bè thân hữu, cái gì cũng rộng hết. Nhưng mà có cái là họ tham lam, họ hay dở thủ đoạn để cướp giật tài sản của người khác, làm cho người khác phải đau khổ với nước mắt đầy mặt vì mất tài sản. Chính hành động đó mà đời sau này khi họ có tài sản, có tài sản lớn, tài sản nhiều, thì họ bị cái tai họa là hỏa hoạn thiêu cháy tài sản, hoặc là nước lụt cuốn trôi tài sản, hoặc là trộm cướp giật lấy tài sản, hoặc là vua quốc độ tịch biên tịch thu tài sản, hoặc là có con có cháu ở trong nhà nó tiêu pha, nó làm cho hư hao tài sản, kẻ thừa tự đó phá sản, vân vân. Thì tất cả những cái tai họa về sản đó là do nơi cái thiện, sự thiếu phước đức. Cũng giống như một người họ đẹp nhưng mà cái đẹp đó đem đến cái tai họ. Bởi tại sao? Trong đời quá khứ họ, thí dụ như có lần họ gặp Đức Phật, hoặc là gặp một vị Phật độc giác, gặp một vị A-la-hán, họ phát tâm hoan hỷ, họ cúng dường một đóa hoa, thì như vậy do cái phước đó đời sau họ đẹp, họ làm phước, họ cúng dường trang trí bông hoa, trang trí cờ phước, rồi họ nguyện đời sau họ đẹp. Thì do cái phước đó họ đẹp thật, nhưng mà họ thiếu cái phước đức, họ ngạo mạn, hoặc là họ không có cái sự cung kính các bậc sa môn và la môn, các bậc trưởng thượng, hoặc là họ hống hách làm hại người khác, vân vân. Cho nên đời sau đó sinh ra, nhưng mà bị cái sắc đẹp đó nó trở thành cái mục tiêu để đem đến tai họa cho họ. Cái trường hợp này rất dễ hiểu thưa quý vị. Nói chung tức là họ thiếu cái phước. Bởi thế cho nên người Phật tử chúng ta phải hiểu rằng, chúng ta có ba điều mà chúng ta phải hiểu. Một là chúng ta nên tạo phước, cả về phước vật, phước đức và phước trí. Chúng ta có xả tài bố thí, nhưng chúng ta cũng phải biết rằng đời tương lai mình có tài sản, nhưng mà mình không có cái phước đức nó che chắn, nó ngụ trì, thì tài sản không ổn, cho nên mình phải giữ giới. Nhưng mà rồi chúng ta phải nghĩ đến cái chuyện là cho dù có phước luân hồi, phước Phật, phước đức, nhưng khi mà còn cái sanh y, sanh tử luân hồi là còn cái sự khổ đau,
Vì thế nào phàm phu chúng ta hễ có người thân, có tài sản, có thân sanh y thì mình cũng có cái sự chấp thủ. Do cái sự chấp thủ đó mới đem đến khổ. Cho nên chúng ta phải tạo phước trí, quán vô thường, khổ đau vô ngã, để mà chúng ta chứng đắc được đạo quả A-la-hán và chúng ta diệt trừ đi. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ được điều đó. Chúng ta làm phước đó, 10 phần, theo chúng tôi nghĩ đó, 10 phần thì chúng ta nên tạo cái phước vật chỉ 2 phần thôi. Tạo cái phước đức giữ giới là chúng ta phải tinh tấn nỗ tạo tới 3 phần. 5 phần còn lại đó là chúng ta nên tạo phước trí. Bởi vì không có phước trí thì chúng ta sẽ phải khổ đau luân hồi dài dài. Cho nên chúng tôi có cái và lại chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi thường gọi như vậy. Nam mô Phật thầy. Sa thủ kính trường Hòa Thượng Thầy Sư. Chúng tôi cũng nhắc lại quý Phật tử đó, điều mà Hòa Thượng Thầy Sư vừa nói và cũng là điều mà chúng tôi nghe hai vị cao tăng là Ngài Silananda của người Miến Điện, một vị khác Đi Tát cũng là vị người Miến Điện. Ngài nói rằng nếu chúng ta làm phước mà bố hưởng cho trọn cho tốt được thì chúng ta không phải chỉ bố thí mà còn phải trì giới, còn phải tu tập nội tập tâm, Bhavana, tức là chúng ta nói tham thiền. Tại vì Ngài nói rằng mình bố thí mà không có trì giới thì cái phước mình nó không đâu. Mình mất mát hay là bị họa, bị này bị kia. Và có bố thí có trì giới rồi, nhưng nếu chúng ta không tu tập nội tâm thì đôi khi chúng ta sanh lên chúng ta thiếu trí tuệ, chúng ta thiếu khả năng tự chủ, chúng ta thiếu cái nhìn tốt. Rằng thường thường là ở trong kinh đó là bố thí, dana, sila, rồi bhavana. Bhavana tức là tu tập nội tâm, như là chúng ta tụng kinh hay là mình ngồi niệm tâm tư hay niệm hơi thở chẳng hạn, và cố gắng để chúng ta làm phước như vậy thì mới gọi là phước có trọn, thì chúng ta hưởng thì nó sẽ trọn hơn. Kính thỉnh Hòa Thượng đi nghỉ, và bây giờ thì xin được trở lại với, không biết Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa có ở trước máy không? Nếu được kính thỉnh Thượng Tọa trả lời cho câu thảo luận. Dạ. Thượng Tọa Pháp Tân, hôm nay chúng ta nghe một bài kinh nói về hai cái quan niệm có được cái hạnh phúc của trần gian thì càng có nhiều càng tốt, nhưng mà ngược lại Đức Phật Ngài dạy rằng quan niệm như vậy nó rất là phiến diện, tại vì nó cũng vẫn có nhiều cái hệ lụy, và rõ ràng là cái hệ lụy thi bên Thi Tổ Hóa Tân, có phải chăng là theo Phật pháp đó, thì cái hạnh phúc của trần gian cái bản chất là vui ít mà khổ nhiều, có đúng như vậy không? Hay là cũng có nhiều trường hợp là vui nhiều mà khổ ít, hay là có những trường hợp mà hạnh phúc trần chỉ có vui mà không có khổ? Theo Thượng Tọa Pháp Tân so sánh đó, thì cái nào đúng, vui ít khổ nhiều, hay là vui nhiều khổ ít, hay là có những thứ hạnh phúc hoàn toàn không có khổ? Kính thưa Thượng Tọa, mình chỉ là kính thưa Thượng Tọa Pháp Tân. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Hòa Thượng Tệ Xuyên và Nhất Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Tệ Quyền, Thượng Tọa Minh Hạnh, cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, theo con nghĩ rằng cái hạnh phúc mà ở trần gian đó, thì người ta quan niệm về cái hạnh phúc của trần gian thì rõ ràng thì nó cũng có, chứ không phải là không. Bởi vì không có, ở thế gian mà người ta gọi là không có hạnh phúc thì người ta cũng không ham sống làm gì, và người ta cũng không có đắm nhiễm làm gì. Nhưng mà rồi đó thì có một cái hạnh phúc đó, là hạnh phúc của
giống như là nói các cái hạnh phúc, mà hạnh phúc của cái người thành tựu ở nội tâm đó. Dạ. Thành tựu ở nội tâm đó. Bởi vì cái tâm họ an tịnh thì cái hạnh phúc đó quả thật là có những cái hạnh phúc mà đặc biệt ở thế gian không thể có. Hay hoặc là nói rằng cái hạnh phúc cao thượng nhất đó là hạnh phúc của Niết Bàn. Bởi vì một người chứng Niết Bàn như là một cái vị mà thánh hoàn toàn giải thoát đó, thì cái điều đó nó cũng có. Và cái điều đó quả thật là như vậy. Thì ở đây con nghĩ rằng là như vậy, rằng nếu một người cư sĩ có những cái hạnh phúc là khi mà mình không bị mắc nợ, hay là mình tài sản do mình làm ra bằng bàn tay lao động chân chánh, thu hoạch lại những cái thành quả do mình lao động, thì khi mà họ có được những cái của cải vật chất đó, hưởng thụ đó, thì họ cũng có những cái sự hạnh phúc. Nhưng mà cái hạnh phúc này đó thì con nghĩ rằng đó là một trong những cái hạnh phúc của thế gian thôi. Còn đối với cái hạnh phúc mà ở trong Phật Pháp thì rõ ràng thì chúng ta thấy rằng ở một cái nội tâm an tịnh, trong khi những cái người mà họ ở bên ngoài ở xã hội họ có những cái hạnh phúc đó, thì rõ ràng họ không phải là họ không có những cái bất hạnh, họ không có những cái đau khổ khi họ có hoặc là họ không có. Họ có thì họ phải gìn giữ, họ bảo vệ, rồi họ nghĩ ngợi tới nó rất là nhiều, rồi cũng có cái khổ. Rồi họ không có thì họ phải mưu sinh, họ tìm cách này cách nọ để họ có được, họ sở hữu chính nó thì họ cũng khổ thôi. Cho nên cái người có hay là người không có cũng có cái khổ. Và vậy thì mình hiểu được cái lời dạy của Đức Phật đó là cái hạnh phúc của thế gian ấy, thì rõ ràng là khổ, vui thì ít nhưng mà khổ thì nhiều. Khổ thì nhiều, cái chung mình hiểu đó là cái khổ thì nhiều đó, bởi vì cái tính sâu rộng của nó, hay là những cái sự tế nhị ở trong cái đời sống, nó có nhiều cái diễn ra ở trong đời sống mà nhiều khi mình không nhận ra cái khổ đó, không nhận ra cái khổ đó. Thì ở đây con nghĩ rằng tùy theo mỗi một cái quan điểm của mỗi người, cũng như là cái tâm của mỗi người. Một cái người của thế gian thì người ta cứ nghĩ rằng cái đó khổ, nhưng mà sự thật cái đó là vui. Thế gian đó là có những cái vui, nhưng mà sự thật ra đó, chúng ta hiểu là lời dạy của Đức Phật đó, nó không phải là không có. Bởi ở đây đó là trong cái hiểu của trần gian đó, cái người ở thế gian đó, thì chúng ta cũng lấy cái khổ làm cái vui mà coi. Trong khi có một cái hạnh phúc, mà hạnh phúc ở đó nó như là trong kinh mình hiểu rằng cái người mà không có một cái chấp cái gì hết á, người không có cái sở chấp, rồi cái người mà vượt ra khỏi cái sự ràng buộc, khi mà mình nói rằng mình không có cái sở hữu cái gì, cho nên là bởi vì có một lần, cho nên là một vị Bà La Môn hỏi Phật là ngài có được hạnh phúc hay không, ngài có đau khổ hay không á, thì Đức Phật ngài nói ngài được cái gì mà để rồi ngài gọi là hạnh phúc, hay ngày mất cái gì để được gọi là hạnh phúc. Ở đây nói là đến một cái bậc mà hoàn toàn giải thoát, cho nên chính vì không có cái sự câu chấp đó, không có cái sở hữu cái gì đó, thì cái đó mới là sự thật là cái hạnh phúc nó tuyệt đối, nó tuyệt đối. Thì theo con nghĩ rằng là cái bản chất của hạnh phúc của thế tục đó, thì người ta quan niệm như vậy. Phần đông là người ta cứ nghĩ rằng mình có cái này, có cái kia thì mình là sung sướng rồi, chứ là hạnh phúc rồi, chứ không có gì là đau khổ. Nhưng mà sự thật bề trái của nó đó, thì chúng ta biết bao nhiêu cái sự không vừa lòng, biết bao nhiêu cái sự mà không tồn tại lâu dài, không bền chặt, biết bao nhiêu cái sự tan vỡ ở đó. Mình hiểu đó, thì nó cũng có cái sự đau khổ ở trong đó. Cho nên con nghĩ rằng
với một cái người thế gian á, thì người ta quan niệm rằng mình được cái này, được cái kia, có cái này, có cái nọ là hạnh phúc. Thì cái điều đó không phải là không đúng, nhưng mà hoàn toàn là như là trong kinh Phật dạy đó, là cái vui thì ít, nhưng cái hạnh phúc thì ít, nhưng mà cái đau khổ thì nhiều. Trong khi một người mà có cái nội tâm an tịnh á, họ không có bị dướng bận những cái gì mà theo dục vọng, theo ngũ trần, theo những cái gì mà người ta gọi là sở hữu đó, thì thật sự là cái nội tâm họ có được cái sự an lạc một cách bền lâu dài, bền chặt lâu dài. Trong khi là không có một cái sở chấp gì hết, không có một cái chấp gì hết đó. Khi mà mình không có cái sở hữu gì thì thật sự là, nếu mà mình nhìn cái cặp mắt của ở người ngoài đời để mình nhìn về cái hạnh phúc mà Phật dạy đó là hạnh phúc của Niết Bàn, thì mình cũng khó tiêu hóa được và cũng khó có cái cảm nhận được. Nhưng mà rõ ràng là khi mà Phật dạy rằng chính không có cái sở chấp gì, không có một cái sở hữu gì, thì cái đó mới thật sự là hạnh phúc. Cái đó mới là thật sự là hạnh phúc. Mà hạnh phúc đó mới là cái bền chặt, cái lâu dài. Mà hạnh phúc đó như là hạnh phúc sự cao thượng, như là trong kinh nói rằng hạnh phúc của Niết Bàn, hạnh phúc của Niết Bàn. Thì theo con nghĩ rằng là cái đời sống này đó, mình lúc nào, trong cái hoàn cảnh nào đó, mình có thể hiện được cái sự tu tập. Thì sự tu tập giống như là mình bố thí, mình cúng dường, không phải là để mong rằng quả vị của nhân thiên không, mà mình bố thí thì mình cũng phải là trì giới. Rồi mình bố thí, mình trì giới thì mình cũng phải là tập cái tâm thiền tập ở trong đời sống hàng ngày của mình. Thì cái năng lực của cái phước đó, nó mới có thể lớn mạnh. Và khi mà nó trổ quả đó, thì mình sanh lại làm người, mình cũng có cái nhân tố để mà mình tiếp tục tu tập nữa, cái chủng tử để tiếp tục mình tu tập nữa. Đến lúc nào mình đạt được cái sự giải thoát đó, và gọi là chứng đắc của vô thượng Niết Bàn, thì cái hạnh phúc đó là hạnh phúc cao quý nhất. Hạnh phúc đó mới là gọi là hạnh phúc tối thượng. Còn hạnh phúc của thế gian, nó có cái hạnh phúc, nhưng mà nó cũng có đầy dẫy những cái sự rủi ro, đầy dẫy những sự khổ. Và như trong kinh nói rằng hạnh phúc thì ít, nhưng mà đau khổ thì nhiều. Rồi hạnh phúc của một số chúng sanh ở các cái cảnh giới ở cõi trời cũng phải bị mai một, cũng phải bị vô thường, cũng phải bị luân hồi tiếp tục, và cũng vẫn phải bị khổ tiếp tục nữa. Thì cái hạnh phúc đó là một thời gian nào đó thôi, rồi cũng sẽ hết cái hạnh phúc đó. Trong khi hạnh phúc của Niết Bàn là hạnh phúc vô chấp, hạnh phúc không sở hữu, hạnh phúc không có một cái chấp gì hết á, thì cái đó mới là hạnh phúc tối thượng được. Con xin được chia sẻ cái ý của con qua cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Có điều chi chưa đủ thì con thỉnh Thượng Tọa bổ. Nam mô Bụt Tha Gia. Sa thú kính trình Thị Tổ Pháp Bất Tân. Thượng Tọa Tư Quyền, Thị Tổ có trước máy và có thể trả lời câu thảo luận số 4 học đưa được sự kính trình Thị Tổ. Thị Tổ Tư Quyền, người ta có nói như vậy là đồng ý. Giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, sang cũng khổ, nghèo cũng khổ, sang cũng khổ, hèn cũng khổ. Nhưng mà nếu cái nào cũng khổ thì mình chọn cái khổ của giàu, cái khổ của sang tốt hơn cái khổ của nghèo, của hèn. Thì đó cái chứng gì vậy đó, cái thịnh thừa. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Khai Gia, và con kính lễ đến Sư Phụ Tuệ Siêu và Thượng Nhất Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Tọa Pháp Tăng, Tọa Minh Hạnh, Tỳ Đức Tu Trì, Tỳ Đức Tu Đức Sư Minh Thông cùng Chư Tăng. Thân chào đến quý tôn thể cùng chư Phật tử. Và cái bạch hòa thượng, thì quả thật nếu đứng trên cái nhìn mà nếu mà nghèo thì cũng khổ, mà giàu cũng khổ, chắc chắn ai sẽ chọn cái giàu cũng khổ. Nếu mà cái đó là cái tuyệt đối rồi. Và sự thật ra giàu họ cũng khổ,
cái khổ đó nó ít hơn là cái người nghèo. Đó là do cái phước. Phước mới được giàu mà. Được giàu sang đây là phước. Và chúng ta phải khẳng định đó là một chuyện chắc chắn như thế. Nhưng để nói rằng là người nghèo rồi cũng khóc, người giàu cũng khóc. Nhưng cái khóc của mỗi người nó khác nhau. Cái khổ của mỗi người nó khác nhau. Thí dụ bây giờ về tình cảm, người ta nói thà nghèo mà biết đến thương nhau còn hơn giàu có đổi thay nhau. Đó là một vấn đề khác nữa. Nhưng có nhiều người nghèo thì cũng hạnh phúc, đến khi giàu cũng hạnh phúc. Dĩ nhiên, ở trong cuộc đời này nó có sự đổi thay, hay là nghèo giàu đổi bạn, sang đổi vợ, vân vân. Thì giàu thì đổi vợ, sang thì đổi bạn, thì vân vân. Thì đấy là những cái bình luận của cuộc đời. Nhưng có thể nói rằng là cũng như những cái phương tiện, những cái nhu yếu của cuộc đời mà có được, thì đó cũng là cái phước mà từ trong tiền thân của tất cả. Bởi vì mỗi khi mà làm những việc phước, việc lành, chúng ta ước nguyện rằng chúng ta đừng giờ thiếu thốn, nghèo khổ, đói khát, hèn hạ. Thì bây giờ một người hèn hạ và một người cao quý, sang trọng, thì dĩ nhiên chúng ta biết một người cao quý sang trọng nó cũng vẫn tốt hơn một người hèn hạ. Cái sự sang trọng đây hay là một cái người danh được cái danh xưng tốt đẹp, một người không có danh xưng ở đây, thì chúng cái trạng thái này khác. Cái trạng thái này thì chúng ta nó khác hơn, tức là một người không có danh xưng thì họ không phải đỡ khổ hơn người có danh xưng, đến khi mà không được tôn trọng, đến khi mà bị thiếu cái quan tâm, thiếu cái sự đề đạt, thiếu cái sự cân nhắc, hay thiếu cái sự trưng bày ra hay giới thiệu ra, thì họ cảm thấy họ mặc cảm. Thì đây chính là cái khổ. Cái đó thì nó, vấn đề đó thì nó khác hơn. Nhưng thể nói rằng là giữa cái sang cái hèn là cái sang lúc nào cũng đỡ hơn. Nhưng trong cuộc đời này Phật đã nói thì cái sang đó nó vẫn là ít hơn. Xin lỗi, cái sướng đó nó cũng vẫn là ít so với cái khổ đau thì nó nhiều. Để muốn đạt được một cái giàu có đó thì phải trải qua nhiều cái khổ đau rồi mới được cái giàu. Và chúng ta mở ngoặc thêm nữa, trong cái bức chính đó chính là nếu như họ làm giàu không có đúng luật đúng pháp thì lại càng khổ hơn. Họ đang sống trên những cái tiền bạc của những người mà bán những cái chất cấm, hay là bán những cái thuốc độc. Mà chúng ta chẳng hạn như bây giờ ngày hôm nay cũng như là bán heroin đó, thì chẳng hạn người ta rất là giàu. Thì cái giàu đó, kính thưa quý vị, chúng ta không thể nói đến cái phước, mà cái giàu đó chính là làm bằng trên một cái sự đau khổ, cái hành cái tội ác đó. Thì ở đây chính là cái giàu này là cái giàu của sự khổ đau. Tức là họ dẫm đạp trên cái sự đau khổ của người, thì đây không phải là cái giàu mà được chúng ta là chúng ta nói đến cái phước. Cái giàu đó bất hợp pháp, bất hợp lý. Nhưng phải nói rằng là trên cái nhìn của Phật pháp thì chúng ta biết rằng Đức Phật ngài nói rằng vui ít khổ nhiều như vậy, nhưng Đức Phật ngài cũng vẫn khẳng định, hay là nói đạo Phật nói đến cái khổ nhiều, nhưng Đức Phật ngài cũng vẫn chấp nhận cái vị ngọt. Chúng ta phải nhớ như vậy. Bởi vì vị ngọt, chính Đức Phật ngài nói vị ngọt đó của sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc là vị ngọt, là vị ngọt. Cái đẹp mà chúng ta nói rằng cái đó nó không đẹp, của mắt chúng ta có vấn đề. Cái tiếng hay mà tự nhiên chúng ta nói nó không hay, cái tai chúng ta có vấn đề. Cái mũi mùi thơm mà chúng ta nói rằng nó không thơm thì cái mũi chúng ta không có vấn đề, vân vân. Cái hay của Đức Phật á, ngài phân tích sở dĩ mà sự thật ra sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, tất cả cái điều đó các ngươi sẽ không thọ dụng được, các ngươi không thể hưởng được một cách đầy đủ, một cách lâu dài. Và nó có cái sự vô thường, nó có sự biến chuyển, và rồi cái sắc kia nó tàn phai, rồi cái âm thanh đó nó không có được
trầm bổng, nó không có được liếu loa, nó không như thở nào, thì nó tàn phai theo năm tháng, thời gian rất là nhanh, rất là lẹ. Thì cũng như hồi nãy mà Thượng Tọa nói, các cuộc đời của các ca sĩ có nghĩa là phải đổi thay, sống sau đùa sống trước, vân vân, có nhiều thứ, nhiều cái. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái vị ngọt đó Đức Phật đã xác định, chứ chúng ta đừng có nói rằng Đạo Phật nói toàn là cái khổ hết. Thì ở đây chúng ta cũng phải cẩn trọng một chút xíu. Giữa cái khổ và cái vui, Đức Phật thì khẳng định cái vui ít mà khổ nhiều. Giữa cái sướng, cái sung sướng và cái cực khổ, thì cái sung sướng nó ít mà cực khổ nó nhiều. Cái vui nó ít mà cái buồn thì nó nhiều. Thì người giàu cũng khóc, khóc trên khổ trên cái tiền của tài sản của chính họ, khổ trên những cái gì mà họ có, rồi họ dễ, họ nguy hiểm hơn nữa là họ dễ mất mạng, và cái mệt mỏi hơn nữa là họ luôn luôn bị cái sự nguy hiểm nó rình rập. Thì nói chung chúng ta thấy nó mệt mỏi lắm, trong cái chuyện đơn giản bình thường thì sống bất cứ nơi đâu cũng vậy. Không phải nói ở Việt Nam mới bị cái tình trạng trộm cắp, chứ còn tưởng như quý vị nếu giàu quá ở bên nước ngoài thì chắc chắn rằng chúng ta cũng nguy hiểm. Chúng ta cũng sống tuyệt đối nó có nhiều cái nguy hiểm, chứ không phải là một chuyện đơn giản. Tuy chúng ta không để những cái tiền mặt ở trong nhà, chúng ta ký xét thì chúng ta xài qua cái thẻ ngân hàng, cái thẻ tín dụng. Nhưng tất cả những điều đó nó đều là những cái nó không an toàn. Bởi vậy cho nên cuộc sống này nó là bất tội nguyện, và nó không như ý muốn chúng ta đâu. Cũng như bây giờ chúng ta thấy giàu, nhưng tiền nó là tất cả, có phải không? Khi chúng ta cần thì tiền nó là tất cả, nhưng khi có những cái chúng ta cần, có lúc chúng ta cần có tiền thì không có thể mua được. Mà quý vị biết rằng như Việt Nam của chúng ta vừa qua đó, biết bao nhiêu người có tiền mà là không có mua thuốc được, ngay cả có tiền cũng không có mua vật thực được nữa. Giờ đó đâu có bán, đâu có cho ra đi ra đường đâu mà buôn mà mua, thì cũng phải nhờ cái sự trợ cấp, hay nhờ các cái sự tương tác của xã hội, hay là của những con người dám chấp nhận đối diện với nguy hiểm, người ta đến. Quả thật thì chúng ta thấy chúng ta nó giàu tiền giàu bạc ở đây, cái điều này khi chúng ta cần nó đó thì nó rất là quan trọng. Nhưng đến khi mà nó nghịch duyên rồi đó, thì nó vô cùng đau khổ. Chúng ta thấy chết trên cái đồng tiền mà không thể tìm cái lối thoát được, đó cũng là một khổ của cái giàu. Chứ cái giàu nó không phải là một cái an ổn, an toàn, chưa chắc. Thì lúc này, đó là, nó có những cái sự so sánh mà có những lúc nó khập khiễng. Có những lúc mà nó cũng không có đồng đẳng được. Cho nên phải nói là nghèo giàu, đây là một cái điều mà xưa nay ai cũng đã tư duy, đã cũng mong muốn như thế. Người ta giàu, người ta muốn ta giàu mãi. Người nghèo thì muốn mình giàu lên. Chắc chắn là như thế. Nhưng tất cả cuối cùng, giàu hay nghèo đó, nó đều do cái phước duyên của tất cả chúng ta. Nếu chúng ta có nhiều cái thuận duyên hay là cái thiện duyên của mình đã tạo thì nó được tốt. Còn không thì chắc chắn cái nghịch duyên, và chúng ta nhiều cái khổ sở, nhiều cái đốt mạc, nhiều cái đau khổ trong cuộc đời này là chắc chắn như thế. Cho nên đứng ở cái nhìn của Phật Pháp thì người giàu, người nghèo, nó không phải là một vấn đề để giải quyết cho cái cuộc đời của tất cả, mà chính là cuộc sống chúng ta làm sao sống được an ổn. Bởi ngày hôm nay, cái thời đại hiện tại, với cuộc sống hiện tại này, mong cho chúng ta được sống yên ổn, an lành là chúng ta mừng. Chứ không phải là sống có nhiều tài, có nhiều lộc, có như tấn tài, tấn lộc mà không có bình an, thì cái tài lộc đó nó cũng vô nghĩa. Thì kính bạch Thượng Tọa, đây chính là cái sự suy nghĩ của con
qua cái câu hỏi của chính ngài là như vậy. Nếu có đi dự cầu tốt thì kính cung thỉnh. Nam mô Phật Thầy. Sa thú kính trần Thư Thọ Tuệ Quyền. Với câu thảo luận vừa rồi, Sư Nguyên Thông với Sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy và Sư Nguyên Thông có nghe được không? Nếu Sư Nguyên Thông, dạ vâng. Sư Nguyên Thông về điểm này thì có lẽ là ở trong số chư tăng ở tại đây thì Sư Nguyên Thông là người trải nghiệm nhiều nhất, đã sống một quãng đời dài qua bao thăng trầm, kể cả có lúc đi bán bánh ở ngoài, rồi có lúc đạt tới bằng tiến sĩ, rồi có lúc con cái ra trường đỗ đạt, tất cả mọi thứ qua bao nhiêu chuyện, rồi có thời gian sống ở trong chùa, sống rất là đơn giản. Thì Sư Nguyên Thông có thể chia sẻ là giữa cái đời sống mà có nhiều và có ít đó, chúng ta làm sao để sống an lạc khi mình có nhiều, và làm sao sống an lạc khi mình có ít, từ cái kinh nghiệm bản thân. Xin thỉnh Sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lệnh Sư Phụ, xin giải thích về cái câu hỏi mà Sư Phụ đã đặt ra. Kính thưa Sư Phụ, chúng ta trên trần gian này may mắn là được tiếp xúc với giáo pháp của Thế Tôn. Giáo pháp của Thế Tôn có thể nói là cái chân lý tuyệt đối trên trần gian này, trên thế gian này mà quý báu và tuyệt đối, nhưng là cái giáo pháp mà Thế Tôn đã giảng dạy cho chúng ta. Và điều đó cho chúng ta thấy rằng chúng ta rất là hạnh phúc. Và câu thảo luận số 5 hỏi nhìn nào giúp chúng ta an lạc, dù có nhiều hay có ít. Kính thưa Sư Phụ, vấn đề ở đây là chúng ta phải hiểu biết rằng cái giáo pháp mà Thế Tôn đã giảng dạy chúng ta, thì Ngài giảng dạy một cái chân lý mà cao tột nhất trần gian này, đó là cái nhân quả. Nhân quả nghĩa là gì? Nhân quả là tức là tất cả những hành động, tư duy của chúng ta, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, tất cả những hành động đó, cái hành động dù đã làm bằng tay chân, miệng nói hay là tư duy, thì tất cả đó đều mang lại cho chúng ta cái ta gọi là cái nhân quả của nó. Và khi mà chúng ta hiểu được điều đó rồi thì chúng ta phải cẩn thận trong lời nói, trong việc làm và trong cái tư duy của chúng ta. Vì vậy cho nên với câu thảo luận số 5 này, cái nhìn nào giúp cho chúng ta an lạc dù có nhiều hay có ít, cái câu này để giúp cho tất cả những chân tử trong đạo tràng này hiểu rõ giáo pháp để mà hạnh phúc dầu cho chúng ta có nhiều hay có ít. Vì vậy cho nên cái mà điều mà chúng ta cần phải có là tu tập. Mà tu tập là cái gì? Tu tập đối với Phật tử là ngũ giới, tức là không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, uống rượu. Tất cả những cái điều đó mà nếu chúng ta giữ mà được trọn vẹn thì cái điều chắc chắn là chúng ta trở lại thầm làm người khi mà thân hoại mạng chung. Và cái điều mà có thể có nhiều hơn nữa là chúng ta khi thân hoại mạng chung có thể sanh thiên, là bởi vì những người có tròn vẹn ngũ thể sanh thiên. Và khi mà chúng ta tròn ngũ giới thì khi mà chúng ta quen thuộc trong cái đó rồi thì chúng ta là không thể nào mà sát sanh. Ví dụ bây giờ bảo Sư Giác Đẳng hay Sư Phụ Tuệ Quyền mà bảo đi giết người, những người đó đều là mỉm cười, không thể nào những người ở trong đạo tràng này mà giết người hay sát sanh được. Mà nếu những người trong đạo tràng này mà còn có tâm giết người hay sát sanh thì con xin hỏi lại, có phải tu hành hay là vô đây là làm cái gì? Bởi vì tất cả những điều mà Thế Tôn đã giảng dạy cho chúng ta đó là một cái quy luật. Cái quy luật đó không phải ai đặt ra. Thế Tôn là cái người thấy rõ điều đó, cho nên Ngài nói lên một cái quy luật tuyệt đối như vậy. Cho nên chính Ngài mà cũng phải bị một cái nhân quả là khi mà cái Ngài Đề Bà Đạt Đa lăn đá để mà giết Ngài thì có một mảnh đá nó cũng văng trúng Ngài, để là cho ông bác sĩ Chivaka mà phải băng bó vết thương cho Ngài. Cái điều đó cho chúng ta thấy rằng khi mà trong quá khứ
hay là hiện tại mà một người nào đã vô ý làm một cái hành động nào trong quá khứ thì cái quả báo nó sẽ đến. Trừ phi là người đó làm nhiều cái điều thiện mà cái thiện báo nó xảy ra nhiều, rồi những cái ác báo nó không có thể có thời gian để mà thể hiện được thì nó sẽ trở thành vô hiệu nghiệp. Thì tất cả những cái điều đó là nếu mà chúng ta học thì chúng ta thấy rõ ràng. Khi mà thấy rõ ràng điều đó thì chúng ta nhất thiết là phải tránh xa điều ác. Những lời giảng dạy của chư Phật ba đời là chư ác mạt tác, chư là tất cả, là những chư ác mạt tác là những điều ác đừng có làm. Chúng thiện phụng hình, chúng thiện phụng hành là tất cả những điều thiện theo đó mà làm. Giờ tự tịnh kỷ là hãy thanh lọc cái thân tâm của chúng ta. Thì chư Phật giáo đó là giáo huấn của chư Phật ba đời. Thì chúng ta biết được như vậy, thì kính thưa sư phụ, biết được như vậy thì cái nhìn nào giúp cho chúng ta an lạc dù có nhiều hay có ít? Cái nhìn của những người có giới, cái nhìn của những người thấy rõ giáo pháp. Chúng ta phải hiểu rõ giáo pháp, thấy rõ giáo pháp thì chúng ta mới sống một cách an lạc, một cách tự nhiên. Bởi vì nếu mà chúng ta không có cái nhìn, không có hiểu rõ giáo pháp và không có huân tập trong sự sống trong cái giáo pháp đó thì chúng ta khó mà có thể là nói hay làm đúng với chân lý được. Vì vậy cho nên chúng ta phải làm theo những lời mà chư Phật ba đời đã dẫn dạy, tức là chư ác mạt tác, chúng phụng hành, tự tỉnh tùy ý, thị chư Phật giáo bằng những cái thân khẩu ý của chúng ta, tức là mắt tai mũi lưỡi của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, con đã trình bày cái nhìn nào giúp cho chúng ta an lạc dù có nhiều hay có ít, cái nhiều là cái nhìn của người thấy rõ cái nhân, thấy rõ cái quả báo trong tất cả sở hành của chúng ta. Con xin trao mai được chư sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm những điều mà con nói chưa đủ. Và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sa thủ trường sư Nguyên Thông. Thưa quý vị, một lần nữa chúng ta trở về lại với cái căn bản của người học Phật là nhờ có thiện nghiệp thì chúng ta mới có phước. Nhưng mà cái phước của trần gian này đó, nếu mà không được nhận thức qua cái sự hiểu biết bằng trí tuệ đó, thì chúng ta sẽ khổ, rất khổ. Bởi vì ở đâu mà còn có chấp thủ thì ở đó đi ngược lại với cái bản chất tự nhiên. Và đi ngược bản chất tự nhiên thì thường làm cho chúng ta khổ. Nên chi chúng ta nhớ lịch là nếu chúng ta thường thấy được sự sanh diệt của các pháp, mà thấy đó là một điều tất nhiên, cố nhiên như vậy, thì cái tâm của chúng ta sẽ bớt chấp thủ và chúng ta sẽ an lạc nhiều hơn. Nói tóm lại thì làm phước thì cứ làm phước, nhưng mà chúng ta cần thường xuyên quan sát vô thường, khổ, vô ngã. Chúng ta thường xuyên quan sát sanh và diệt. Và từ chỗ đó thì chúng ta sẽ học được nhiều, lãnh hội được nhiều về giáo lý Tứ Đế và Đức Phật truyền dạy. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Bồ Tát Đa Ma. Kính thưa chư Tôn Đức đã vào rung để chia sẻ, đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và ngày mai này chúng ta sẽ có bốn thắng pháp và vị giảng sư là Hòa Thượng Tuệ Sư. Sa thú lành thai, con tu nữ Như Pháp, xin thay mặt đại chúng trong trường thành kính lãnh lễ tri ân ngài Giác Đẳng Đa Từ Bi biên soạn cũng như đúc kết bài học ngày hôm nay để cho chúng con được học và được rất là lợi ích hiện tại và trong ngày mai sau. Dạ, Như Pháp kính cảm ơn đạo tràng cho Như Pháp biết được tín hiệu. Sa thú lành thai, con Như Pháp xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tân kỷ,
không làm các ác nghiệp, hưng tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá Con. Hành kính đảnh lễ tri ân quý ngài Như Pháp, kính cảm ơn tất cả đạo tràng đã cho Như Pháp biết được tín hiệu. Yeah, I'm